Hello everybody. Hôm nay mình share cách để làm ombre đơn giản nhẹ nhàng ha, cho móng ngắn nha. Cho móng móng thịt của khách ha. Ok. So bây giờ ha, mình sẽ dùng cái số 1 nha mấy anh chị. Cái số 1 ha. Đây là số 1 nha. Vết sạch sẽ nha. Số 1 này nó sẽ giúp cho móng mình nó rất là tốt, lean mấy cái bacteria. Rồi mình clean hết tất cả những cái móng mà bị dầu á mấy anh chị, mình nó clean hết luôn, rồi nó sẽ giúp cho mình cái bột nó giữ lâu hơn trên móng nha. Rất là tốt ha. Đơn giản thôi, mình làm pink and white, làm sao mình add some foil nó rất là cute. Ok, cho những cái mùa Giáng sinh này, những người nào mà người ta muốn đơn giản á, làm lượm tiền nhanh gọn lẹ ha. Ok. Thường thường á, Tony này làm á, Tony này ưa có mình ấy cho khách á, quét cho khách tí xíu này nè, không sao hết. Let me see. Clean all the thing. Ok. Nay mình làm hai cái màu 73 và 75 ha. Ok, trước tiên mình làm hai màu này á. What is just keep falling? Mình sẽ dùng cái crystal clear honey, put this one, dùng crystal clear nha, rồi dùng cái chai số 2 nha. Chai số 2 đây là new bottle nè, rất là đẹp, rất là dễ cầm, và nó cái cọ nó rất là good luôn. Ok, yep. Hey, what's up Johnny? Ok, khi mà mình làm mấy cái móng như vậy á, mấy anh chị quét cho mình khoảng cỡ 80-85% móng thôi. Ok, quét 80-85% móng nè. Đó, mà nhớ nha, mấy cái móng khơ thì mình phải ôm nó vô nha mấy anh chị, ôm vô cái móng nó mới đẹp, còn không ôm thì cái móng nó không có đẹp đâu. Đó, mình quét lần 4 ngón luôn, 5 ngón luôn, nếu mình dúng quen rồi đó, mình quét giống như thôi này vậy nè. Còn cái ngón này á, bị gãi thì mình gắn tiếp lên, thì mình quét đường chính giữa nè. Rồi mình dip crystal clear, dip crystal clear, dip crystal clear. Ok, xong mình quay lại. Cái này phải add thêm cái này nha. Cái này á, là cho cái móng mà nó bị gãi mình gắn tiếp lên á, mình phải add giống như hai lần ha, tùy theo cái độ dài của móng nha, nhớ nha, tùy theo độ dài của móng. Độ càng dài thì mình add thêm cho cái foundation nó cứng đi nha. Ok, let me see this one. Đó. Anh chị thấy không? Mình quét ôm vô khoảng cỡ 80-85% của móng thôi. Ok, cái này là dành cho móng thiệt nha. Đó, dành cho móng thiệt. Somebody call you. Yeah, not too loud. They hear you, man. Okay, I'll be quiet. Bỏ vô ha, nhúng phải cỡ 80% của móng nha. Đó. Thường thường mình làm lúc nào cũng vậy á, mình ngón cái á, là mình làm cuối cùng nhất, tại vì ngón cái mình ôi phải thắm. Yeah. Thét lắm mẹ. You online right now? You online right now? You know that? I can't talk what I'm talking about, so I'll wait. Yeah. Okay. So we add do this one, okay? Mm. So bây giờ á, là mình sẽ làm hai cái ngón mà mình bỏ cái portal lên á, thì hai cái ngón này á thì mình chọn là cái ngón giữa và cái ngón ngón đeo nhẫn ha. Thì một ngón mình làm màu hồng, một ngón mình làm màu trắng, đơn giản thôi. Màu hồng mình nhúng vô hết màu, màu trắng mình nhúng vô hết màu ha. Ok, sau mình nhúng, mấy chị thấy bột nu không, nhúng vô cái lên liền, nó rất là mịn, mình không cần phủi luôn á, tại vì cái độ keo mình nó mịn rồi, là cái độ keo mình nó vừa phải, nó không lỏng lắm mà nó không đặc lắm, rồi mình nhúng vô với cái bột mà nó mịn nữa thì nó hòa quyện với nhau ngay tức thì, nên đừng có ngâm lâu. Ok, không cần ngâm lâu nè, thế thôi này nè, nhúng vô nè, đó, rút ra liền, thấy chưa? Rất là easy.
What? Your boyfriend? No, my girlfriend. Homegirl. Oh, your homegirl. Okay, tell her forget. Call you later. So I'm doing some serious thing. Okay. Yeah. Tell her. I'm talking with my boyfriend now. She said that's a lie. Okay. Nhúng hai bên ha. Okay. I'm opposite a little bit on this hand, okay, honey? Mm-hmm. I bet you're gonna love it. But like whenever you're on the fly, who asks you to do your nails, say tie, okay? Quan trọng á, mình nếu mà mấy anh chị nào mà xài bột nhúng của Nutrien rồi thì biết rồi ha. Bột càng nhúng càng mịn thì nó sẽ càng làm cho mình dễ hơn. Okay. Không có hao bột nữa nha, nhớ quan trọng nè, nhúng gớt xuống hết, không có dính đầy trên tay luôn, không có bị dơ. Tay khách nó sẽ rất là thích. Okay. You wanna record? Yeah, I'm doing a reel. Okay. Oh, you do a reel one? Yeah, like reels. Do it. Yeah. Do it. Tag me on there. I will. Xong mình quét nha, quét này là nhớ mấy cái ngón mà mình nhúng, mình bỏ foil mấy anh chị. Mình bỏ hai lần cho mình nha, nhúng hai lần cho Tony. Đó. Anh chị thấy không, mình nhúng một lần một thôi, mình không có cần quét luôn. Tại vì cái bột nó quá mịn, nhúng một cái là nó dính xong còn bao nhiêu nó gớp xuống liền. Quan trọng nhất là nó không bị tốn bột nha. Are you watching it on Facebook? Yeah, I like Facebook. So you can see. Yeah, I like, yeah. Okay, bây giờ mình làm ombre, okay? So it's a tip for ombre step. I know you love ombre, right? Mm-hmm. I do love ombre. Mm-hmm. Okay, ombre này mình chỉ dùng vậy nè ha. Nào, quét khoảng cỡ 97% thôi nha, đừng có quét sát cubicle quá nha, chừa tí xíu nha mấy anh chị, okay? Rồi, bôi con ngón tay dính lên nè, để cái bột vô, búng ngay cái đầu nè, okay? Búng cái đầu trước nè, xong rồi búng hai bên hông nè, búng hai bên hông cao lên, okay? Rồi xong còn bao nhiêu bột nè, đậm thêm cái đậu tí xíu nữa, okay? Mình có thể dip vô đây cũng được, dip vô đây cũng được, okay? Hoặc là mình bỏ từ trên xuống cũng được, nhưng mình dip vô cho lẹ đi. Đó, like it? That's pretty. No, not pretty. Sexy? Yes, sexy. You know me. Thường thường mình không có nói với khách là sexy. Là pretty mà sexy. Sexy nail, right? I don't do pretty nail, I do sexy nail. Đó, bỏ lên cái đầu móng nè, thấy không? Rồi búng từ hai bên hông lên, ok? Bỏ lên đầu móng, búng từ hai bên hông lên. Đó, cách búng ombre như vậy á, nó sẽ làm cho cái màu ombre nó rất là natural nha mấy anh chị. Ok? Đó, xong rồi. Xong phải không? Dip vô trong đây. À, 73, nhìn đẹp không? Đó, rất là natural, ok? Super natural luôn á. No, don't turn my sound on, man. No, I'll turn it off. I have to edit it still. Oh, you edit. Don't turn my sound, okay? I don't like my sound. Okay, easy nha. Mấy anh chị làm lại cho mấy anh chị coi nè nha. Thấy đẹp không? Đó nè, bỏ ngay cái đầu đậm đậm tí xíu nè. Còn bao nhiêu bột nè. Búng lên, búng hai bên hông. Okay. Búng cho nó cao hai bên hông lên. Tại vì khi mình búng hai bên hông cao, mình búng đậm chính giữa là khi mà cái ombre mình ra nó nhìn nó rất là, nó blend rất là đều. Chứ nó không có bị giống như kiểu mình bị cái đường chính giữa đó, giống như là mấy cái bánh da lợn rồi đó. Đó, nó không giống vậy. Là cái okay. Chị thấy easy không? Xong cái này ha, mình sẽ bỏ cái chỉ cái cách bỏ cái foil kia kìa, đẹp lắm. Đó, bây giờ lần hai nè. Lần hai mình làm hơi lẹ tí xíu nha. Honey, put your hand here. Okay. Yeah. Hơi lẹ tí xíu ha, làm lần hai ngón đi nha. Cho lẹ lên. Thường thường á mà mình không có like á, mình làm rất lẹ. Mà like thì làm từ từ cho mấy anh chị coi phải không? Đậm lên, đậm cái đầu lên. Là cái ombre nó sẽ ra nhìn khác liền. The second one. Mắt cho cái chip nó đậm lên tí xíu, ok. Rồi, ở trong cái pin á, mấy anh chị chúc cái tay ngược xuống vô cái hũ nè. Rồi, búng ngay cái cuticle. Rồi búng xuống thôi. Nè, đây nhìn cho rõ này nha. Honey, be careful, ok? Ok. Đó. Nè, thả xuống. Thấy không? Đó, thả xuống, thấy không? Rất là dễ. Ok. Again nha. Đó.
ôm vô nha, nhớ những cái món cái ngón mà nó ấy mình phải ôm vô này cho cái móng nó build lên nha. Ok, bỏ cái đầu lại nè, bún từ từ vô trong. Nhớ nha, tại vì cái bột á mình dính lên như vậy á, dính cái ngón tay lên như nè mình bún á, nó sẽ làm cho cái bột nó bay đi. Đừng có thả từ trên thả xuống, thả từ trên thả xuống là nó nằm một chỗ không mà nó không có bay được nha. Nó không có natural. Ok. Em xì đi thôi. Em xì ra đây. You can do this. Ok, bây giờ mình làm lại bên đây cho mấy anh chị coi nha. Ok. Put it back a little bit. Ok. Nè mấy anh chị nào vô sau coi này nha. Rất là dễ nè. Cái này á là hầu như á là khách rất là thích về cái pin and wire ombre này. Mấy anh chị đi bất kỳ cái thường thường á 5-10 người á, 10 người vô là hết là cũng 3-4 người là muốn ombre cái loại này rồi. Bởi vì cái pin với cái wire cho này xài thì mình xài rất là nhiều luôn. Đó. Bún lên. Xong mình nhúng vô. Ok. See. Đẹp không? Ra rất là dễ thương. Giờ ha, mình làm nè. Nè cứ quét keo lên xong ha. Lấy cái bột trắng chỉnh lên bún cái đầu trước, bún cái đầu đậm trước ha. Rồi xong bún hai bên hông nè. Đó, bún hai bên hông. Thấy chưa? Bún hai bên hông lên. Xong nhúng vô cái pin là nó sẽ ra liền. Rất là đẹp luôn. Super easy ha. Rất là dễ luôn nha. Thử đi, nếu mà không có gì thì cứ comment ha, comment cho Tony muốn hỏi cái gì hay muốn cần chia sẻ cái gì về dipping nha. So cứ comment đi mình sẽ chia sẻ cho. Bên chị mấy này có thấy cái mẫu làm tie dye không? Tie dye rất là dễ luôn. Tie dye làm đẹp thì dễ làm nữa. Nhanh. Cực kỳ nhanh. Lần thứ hai nha, quét lên nè. Xong cái này mình bỏ cái foil cứ lên đẹp lắm rồi mình share cho mấy anh chị cách để bỏ cái foil đó. Ok, bỏ cái tip nữa nha. Lần thứ hai là mình phải búng cái tip cho nó đậm lên. Tại vì đậm á, đậm càng đậm vô á thì cái ombre á mình sẽ thấy rõ hơn nha mấy anh chị. Rồi. Lần thứ hai á mình không có muốn nhúng vô. Tại vì mình không muốn cho cái pin nó đậm á. Đậm đi mình chỉ muốn cái pin nó đậm ngay cho cái cuticle thôi. So cái màu pin ở chính giữa và cái màu trắng ở chính giữa nó sẽ hòa với nhau, nó ra một cái màu khác rất là đẹp. Ok, là cái đó là cái đẹp của cái ombre á. Mấy chị làm á thì nên giống như chú ý cái phần giữa là cái phần mà quan trọng nhất. Khi mà mình làm cái phần giữa mà nó có một cái lằn ngang á là nó xấu lắm nha. Rất là xấu luôn á. You can put low. Oh, you made the real one right now? Yeah, I made a real one. I was in Puerto Rico. Oh. It's real on the IG, right? Mm-hmm. And I can do it. So I just upload it to my YouTube channel. Oh, you do a YouTube channel too? Mm-hmm. What the hell? You know everything, yeah? Okay. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này lên cho mấy anh chị coi nè. Cái này rất là đẹp nè. Cái này mình dùng để mấy cái foil, mấy cái miếng này nè. Ok. So, mình sẽ mix nó nha. Cái này mà làm xong nó ra là khách là nó thích cực kỳ luôn. Bỏ nó lên trên cái móng tay á. Đó, mình quét hết nha. Mấy cái ngón như thế này á, mấy anh chị quét hết giúp thôi này luôn. Đó, quét hết luôn. Cái này là dễ ăn tiền nhất luôn. Mình là mình share những cách mà nó kiếm tiền super easy. Ok. Đó. Nhưng mà quét keo lên nha, lấy cái đầu này chấm một cái. Đó. Bỏ nó lên. Bỏ nó lên. Bỏ nó lên. Ừ.
Yep. Then one stick. Ok. Để mình bỏ bự cho mấy anh chị coi nào. Thấy không ta? Hello Khanh, khỏe không? Ok. Rất là đơn giản nha mấy anh chị. Đó. Mấy chị lấy mấy cái món, mấy cái món nhỏ như này. Đó, bỏ lên. Bỏ cho nó đầy móng luôn, bảo đảm luôn, làm xong là ra hả, bỏ top lên là nhìn perfect. Mà thường thường á, có cái loại mà mình mua về nó chưa có cắt á, mình phải cắt nó ra nha mấy anh chị. Cắt nó nhỏ nhỏ đặng mình dễ bỏ lên trên móng á, tại vì móng tay có nhiều người nhỏ móng tay bự á. Mình cắt nó ra. Đó, cắt nó nhỏ nhỏ vậy nè. Xong rồi bỏ lên cho nó đẹp. Móng bự thì mình bỏ miếng bự, móng nhỏ thì mình bỏ miếng nhỏ. Đó. Mình bỏ mấy cái này lên á. Thường thường lúc mà mình xong á nha, bây giờ mình chưa có thấy đẹp đâu, lúc mà mình xong xuôi rồi á, rồi mấy anh chị thấy nó sẽ giống như mình bỏ top lên rồi đó, nó sẽ ánh lên. Khi mà người ta đi vô trong actually người ta đi vô trong mấy cái chỗ mà bar club đồ đó, hay là trong cái ánh đèn mà LED á, LED light á, nó sẽ sáng lên rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn á. Này mình cắt nó ra. Rất là dễ thương. Đó, bỏ lên. Nhìn nó như vậy thôi nhưng mà nó ở trên cái nền trắng á. Trên cái nền trắng á nó rất là đẹp nha mấy anh chị. Yep. Ok, khi mà xong cái này ha, mấy anh chị nhúng cho mình một cái lớp crystal clear vô. Ok, sao xui ha. Cô này cổ làm máy bay á, làm nhân viên máy bay á, nên sometimes cổ phải giống như phải mở mấy cái này mấy cái kia, làm hơi việc hơi ginh đồ này nọ hơi nặng tí xíu á. Nên mình add ra thêm một cái laser cho cổ ha, cái crystal clear. Nó sẽ giúp cho cái móng của khách á, nó sẽ bền hơn và nó sẽ cứng hơn, nó không có bị gãy nha mấy anh chị. Ok, khúc này nè, mình add một cái đường chính giữa. Khi mà mình add cái clear 2-3 coat á, mình đừng có nên add nguyên cái móng, mà mình để một cái đường chính giữa thôi. Để cho cái móng bạo, nó tạo một cái độ curve. Rồi mà nó thường thứ nhất là vừa curve mà lại vừa chắc nữa nha. Ok. Đó, deep vô. Đó, để chính giữa như nè, đường chính giữa thôi, tạo cho nó cái độ khơ ha. Đó, xong mình quay lại tiếp. Thứ nhất cái móng á, nó vừa, nó khơ, si khơ, nó đẹp nè ha. Thứ hai nữa là nó sẽ, nó làm cho cái móng của mình nó chắc. Và khi mà mình để mà mình quét á, hai bên hông mà nó dày quá đó, là cái móng của mình nó bị mất cái shape. Và nó bè ra, nhìn nó không có đẹp. Nên khi mình quét á, mình gán chú ý là mình ép cái keo cho nó nằm ở trong, đừng có cho nó lòi ra ngoài ha. Cho nó ra ngoài hai bên móng nhiều quá nó sẽ mất cái shape của mình. Khi mà mấy anh chị thấy Tony quét không, mình quét á là mình quét nghiêng qua vậy nè, mình ép keo nó mỏng hai bên hông vô, thì lúc đó đó cái móng của mình á, cái shape nó mới giữ nguyên được. Ok, xong xuôi cái bước đó rồi ha. Khi mà anh chị thấy bột của cái này còn một ngón này nữa, bột của Nutren, anh chị thấy mình nhúng không, mình nhúng một cái là bột nó gớt xuống hết, nó không có mà dính đầy trên tay, không cần khủi bụi luôn. Ok, sau khi xong xuôi ha, dùng cái số 3 bỏ lên trên móng. Thường thường mình recommend mấy anh chị làm á, mấy anh chị làm một bàn đi, xong một bàn rồi mua lên cái bàn kia. Tại vì khi mà mình xong cái bàn này á, mình bỏ cái số 3 lên á, cái activate lên á, thì là cái bàn kia, cái bàn mình qua bàn kia mình quay lại là nó ra khô rồi, thì mình rửa tiếp. Mình sẽ không có bị mất một cái thời gian nào hết, không mất một phút một giây nào hết. Để đợi chờ đồ cho tay mình nó khô xong tim tay đó, you know? Không có cần đợi luôn. Let me see this one. Ok, mình rồi mình tiếp bên đây nha. Like it. Wait, not yet. I know. When I'm done, you will see, honey. Yeah.
Yeah, that's just pretty, man. No, you said not pretty nails. Sexy nail. Mm-hmm. Yep. Boom. Put the wrong one. Mm-hmm. Bỏ lên. Cái này rất là đẹp nè mấy anh chị. Are you recording on 4K? Huh? Oh, you don't have this in the iPhone. I do iPhone. Yeah, I was saying, do you record in 4K? I think so. I know. Are you sure? Because the iPhone, you have to do it manually every time you put it on. I do with the Samsung. Okay. So that's why I think I do. The Samsung, they have camera pretty good. Mm-hmm. Yeah, that's a pretty good camera. Mm-hmm. That's why I have to buy extra phone. You mm-hmm. see that, man? Because the guy I have to buy the extra phone, right? Mm-hmm. Yeah, I need to give me more tip. I'm not tipping good. Right? No, they need to be more. We need to be more. You need to be more tip because like I have to spend more. Mm-hmm. But hasn't your clientele grown more since she was up working out of my client? Mm-hmm. Yeah, I build, honey. I build them up. Okay, I see what you're doing. I forgot. Sorry. Oops. Pretty. That looks so. So what is it? Is this a foil? Like, what is it? A foil? That's my foil, but the spacer. You cannot find anywhere. This one, expect this one. You see the mm-hmm. this one. Yeah, you can't find, honey. That's I matched it, honey. It's my nail tech. Huh? Oh, my nail tech. Yeah, look. See? Mm, it's okay. So pretty. Mấy chị thấy không? Rất là dễ làm. It's so easy. Mm-hmm. Khi mà xong ha. Xong cái mình bỏ với crystal clear nha. Đó, crystal clear. Mình dùng crystal clear rất là nhiều. Mình recommend mấy anh chị nào ở tiệm á. Mình nên... giống như mình ở tiệm mình có rất là nhiều hãng bột đúng không? Thì crystal clear mấy chị nếu mà dùng xà điếp á mấy chị dùng cho bất kỳ cái hãng nào cũng ok hết nha, nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều tại vì cái bột crystal clear nó mịn á, nó rất là mịn và nó mịn và nó nhúng á, khi mà mình nhúng xong cho khách á cái tay của khách á nó rất là cái móng á nó rất là cứng, nó bảo vệ cho khách rất là tốt và sometimes mình dũa đó mình không có sợ bị giống như mắc màu nữa. Tại vì cái crystal clear nó cái bột nó mịn lắm mà khi mà mình finish thì mình dũa giống như là mình đang dũa bột vậy đó. It's really good. Mm-hmm. Bend. Okay, the second one. Xong cái này ha, Tony show cái cách mà để mình làm sao mà để cho cái top mình nó bóng nhanh lẹ và nó lại khô rất là lẹ nha. Bóng khô rất lẹ nha, quan trọng là khô rất lẹ. Ừ, thường móng bình thường mấy người bình thường thì mình làm một lớp lia thôi, nhưng mà cái cô này cổ làm việc hơi nặng tí xíu nên mình cho cô thêm một lớp lia nữa. Ok, thật sự nó cũng không mất nhiều thời gian á, nhưng mà mình không có bị phiền phải không? Không tha mà nó bị làm gãi này nọ rồi phải lợi sửa xiết rồi. Nhiều khi thấy cũng sửa không có nhiều thì mất công phiền mình. Mà tội người ta nên người ta chạy xa nữa. Bỏ đầy hết trên móng nha. Okay. Sau bây giờ mình dũa nha, dũa sơ thôi. Put the hand over there. One hand. Okay. Dũa này á, khúc này á thì mấy anh chị mình khuyên mình nên dùng những cái dũa mà nó mịn. Okay. I'm far away. I'm like, okay. Yeah. No, I'm gonna bring it back somewhere. No. Oh, okay. Because it's too late. See? Oh, okay. Right here. Just right here. Oh, okay. Right. Sorry. Under. Oh, that's right. I can't see. Wait, it's like the video they delay a little bit, you know. Oh yeah. Okay.
Đó, mình chỉ dũa nè, dũa sơ sơ thôi. Thấy không, cái móng nó ôm vô, nó ôm sẵn cái móng rồi, hồi mình chỉ chạy sơ sơ nữa là xong. Khi mà mấy anh chị á, bên đây á, mình đít này nó giống như là đắp tựa tựa vậy đó. Khi mình đắp, mình quét kỹ, mình nhúng kỹ, thì mình nó sẽ, mình sẽ dũa ít hơn. Mình đắp cũng vậy, mình đắp đẹp, mình đắp đẹp đó thì mình dũa ít. Đó. Còn mình đít cũng vậy, mình quét keo đẹp, thì mình nhúng ok, thì mình dũa nó ít. Thế, nó chỉ vậy thôi, nó y chang vậy đó. Đó, mình lấy một cái xếp ra trước đi ha. Vuốt nó từ trong ra. Mình vuốt như vậy nè, nó không có bị đứt cái tay khách nha. I know it's cold. Sleepy? After you done your nail, what you gonna do? Go to dinner. Dinner? Lunch here. Lunch. Late lunch. I thought I got 4 a.m. this morning. I'm so tired. 4 a.m. In New York? No, Orlando. Oh, Orlando, and you go straight to New York? Yeah, no, to Atlanta. Oh, back to Atlanta. Man, you look like the bird, huh? You fly everywhere. The what? The bird. Yeah, pretty much. The eagle, like the eagle, huh? Okay. Mình sẽ để hai cái hũ bột đây nha, cho mấy anh chị coi cái màu mình sử dụng nha. Ok. 73, 75 rất là dễ nhớ ha. Có thể sử dụng 78 cũng được nha. It's flying. Oh no. It's probably my fault. Woke up, we almost done. Lên dị dũa ha. Mấy cái mà foil nó gồ ghề vậy, đừng lo. Chút xíu mình dũa, mình cải máy là nó ok hết à. Bởi vì hồi nãy á, mình Crop recommend á, mình bỏ hai lớp lia lên để cho mình cải máy nó easy, cho nó dễ cho mình. Cái này mà bỏ một chút ha, chờ chút xíu mình bỏ thớp cho mấy anh chị coi. Rất là đẹp, dễ làm nữa. Mà cái màu pink này mấy anh chị biết không, bỏ mấy cái foil này lên nó đẹp lắm. Mà cái 73 với mà 75 này ombre á thì thôi khỏi nói, khách nào cũng thích hết. Cái móng cô này á, cái ngón cái nó bị bè quá, nó bị bè hai bên hông á, mình sẽ tém nó vô nha mấy anh chị, tém nó vô đó, tạo thành một cái móng cái nó cái ruột khơ. Tại vì thứ nhất nó vừa bè mà nó lại vừa dẹp nữa, mình phải cần cho nó khơ. Dũa cái này á thì mình dùng cái đầu dũa mịn nha, mịn thiệt mịn nha. Ok, lo hai bên hông nè, phay hai này, anh ấy chuẩn bị la sao thế. Thường khách á mình làm á là nó ưa chơi này chơi con chơi này chơi kia vậy đó, không chú ý á. Mình kêu là khách phải để cái tay sao cho mình nó dễ cho mình, quan trọng là dễ cho mình nha, dễ cho mình trước đó. Tại vì mình làm cho nó dễ cho mình thì mình sẽ làm cho cái móng người ta đẹp, người ta không có quậy mình. Còn nếu mà mình làm hòm mà mình khó làm cho mình đó thì mình làm xấu người ta quậy mình đó, vậy thôi. Có nhiều người thợ nail mình thấy tội nghiệp chúng ta, trời ơi, làm hả, công cái người công lên công xuống nghiêng qua nghiêng hết cỡ để làm cho khách rất là tội. Người ta chỉ có làm có khoảng một tiếng đồng hồ hay nửa tiếng ở tiệm mình thôi, mà mình thì mình làm nguyên một ngày trời, mình phải ngồi mình công người, mình phải kêu họ ấy cho mình, tại họ muốn đẹp mà, họ muốn đẹp thì mình phải làm cho họ đẹp thì họ phải nghe mình chứ. Hai bên hông nha, nhớ cẩn thận hai bên hông nha mấy anh chị. Hai bên hông á mình dũa làm sao cho nó phải sạch bột nha, chứ đừng có bột nha. Rồi nó lại từ ở bên trên lại xuống ha, rồi xong xuôi hết rồi đó mình mới đưa cái cọ vô. I mean này mình mới đưa cái
Tôi rửa vô đừng tâm mô hoa nè. Yeah, you're moving. You're moving, I cut you. You wanna cut you? No. Yeah, mình xong rồi mình mới đưa cái rửa vô trong cái cuticle ha. Rồi mình chạy lai luôn nha, lai từ trong chạy ra ha. Đó, làm vậy thì móng nó mọc ra nó rất là đẹp. Anh Tham làm xong mình coi coi cái chỗ nào mà nó chưa có điều á, mình chạy thêm tí xíu chỗ đó. Cái gì? Thường mấy người khách ngồi á, lúc nào á cái cùi chỏ á mấy anh chị, người ta cũng xếp vô hai cái cùi chỏ với nhau á, thì mấy cái vậy á làm cho mình khó làm lắm. Cái tay nó sẽ nghiêng qua bên một bên bên ngoài á, nên khi mà mình ngồi á, mình kêu khách á là chú ý là đừng có khép hai cùi chỏ lại, banh hai cái cùi chỏ ra thì nó sẽ làm cho mình dễ dũa hơn, cái tay nó sẽ thẳng hơn, nó không có nghiêng nha. Thử đi. Sit like a man. I told you sit like a man, okay? Don't sit like a girl. Sit like a man for me. Khi họ ngồi giống như đàn ông vậy đó, ngồi bành hai tay ra, đừng có khép hai tay lại. Khép hai tay lại là hả, cái tay nó cứ cong thôi. Ừ. Thế đi ha. It's supernatural. And you get two nails fancy. You can put the phone over here and you use them. You don't have to wish the arm. Trồng sao cho nó láng thì trồng ra là perfect. Tại vì cái đó quan trọng lắm, nếu mà mấy anh chị không chạy sạch láng ở trong á thì nó sẽ dễ bị lướt nha. Tẩy này nè, tẩy vậy nè, tẩy hai bên, tẩy hai bên. Do you stick it on? No. Okay. I'm almost done with my nails. Okay, I'll give it like 15, 20. Okay. Are we there like 5 minutes, honey? Huh? You are more than. I know. Mm-hmm. How much is my nails? I need to make them pay for it. $200. All right. Money, money, money. Oh, tell him to pay for you? Mm-hmm. Wait a second, okay? I'm like, I need $80. Mm-hmm. $80. He better say yeah too. Can he give you $80 and then $20 tip? Oh, I know. So you know, like tell him like I make my necessity for you. Mm-hmm. Right? It's for you, not for me. Tell him. Whenever I go out, you see they see my nail pretty. It's merely it's for you, huh? Yeah. Yep. Đó, mình chỉ bóp, đúng không? Bóp rồi nè, đó. Bóp. Đó, bóp xuống vậy nha, nhớ nha. Bóp xuống nè, bóp da nè ha. Đó. Bóp da, bóp da ha. Bóp da ha.
hình này nha. Ok, khúc này mình sẽ phối bụi nha, phối bụi sạch sẽ nha. Ok, let me see. Don't touch the phone. Okay. Give me like 3 minutes. Ok. Ok, sau khi cái này xong ha. Don't touch the towel too, ok. Put your... bỏ cái số 3 lên nha mấy anh chị. Bỏ hết luôn nha. Đó, cái này rất là đẹp luôn. Một hoa bỏ top lên là perfect luôn. And I put the top in here, you will see. Rất là easy, mấy anh chị thấy không? Thường thường có hai cách nha. Sau khi bỏ số 3 xong, mình có thể cho khách đi rửa tay. Ok, bỏ số 3 xong cho khách đi rửa tay, xong rồi lại chùi khô, rồi apply số 4 lên. Còn thường thường mình quen á, thì mình quét vậy đó, mấy anh chị thấy không? Mình mở cái quạt lên. Đó, cho khách đưa cái tay vô cái quạt. Đó, quét hai bàn đưa vô cái quạt, xong bắt đầu mình bỏ cái thớp lên thôi. Mình thì mình quen rồi, mình bỏ thớp lên liền. Còn mấy anh chị muốn thì đợi khoảng cỡ chừng 30 giây, phút gì đó. You like it? Ok, that's good. Xong ha, rồi bây giờ mình bỏ nè. Thường thường bỏ thớp á, là bỏ lần đầu tiên á, đừng có sát cái cuticle. Ok, bỏ xa cái cuticle ra. Rồi nhanh. Đó, quét từ trong ra ha. Đó, bên này đó. Đó, đó. Thường thường mình recommend với mấy anh chị á, lấy một lần nước quét, quét một ngón tay thôi. Ok, khi nào mà mình quen rồi á, mình có thể control được cái lượng lượng keo, rồi xong rồi mình biết được cái lượng khi nào mà nó đặc á, dính dính cọ đó, thì mình là quét nhanh. Còn thường không á, thường thường mình recommend á, quét lấy một lần keo số 4 á, mình quét một ngón tay thôi. Tại vì khi mà mình quét sử dụng hết cái keo ở trên cái cọ đó, và cái cọ nó sẽ chạm vô trong cái móng á, nó sẽ làm cho cái móng nó bị cứng, cái cọ nó bị cứng nha. Ok, lần thứ hai á, thì mình sẽ quét sát nè, sát cái cuticle ha, sát cuticle, nhưng mà đừng có cho nó lên nha. Nó lên là móng nó mọc ra, nó sẽ bị hở đó nha, nhớ nha, đừng cho nó lên nha. Rồi quét cũng ôm luôn ha, ôm hai bên hông nha. Đó, you like it? Not yet, not yet. Đó, mình ôm vô. Đó, mình chị thấy không? Bỏ mấy cái kim tiến này lên, mấy cái foil này lên rất là đẹp. Ok, để mình làm xong cái này cho để gần camera cho mấy người coi ha. Quét sát cái cuticle, ok. Sát cái cuticle nè. Từ trong ra nè, ôm vô nè. Ôm vô nè, đó. Sô đâm hành. Dạ. Bên này đi. Dạ. Lần thứ hai nè. Bàn thứ hai nè. Don't touch the towel, ok? I'm not. Đó. My hand is levitating. Levitating, huh? But he called you go now tonight? Yeah, I'm gonna get somebody from him and rot for my nails. So, I'm gonna pay you still. And he's gonna pay me when I get there. Say, honey, hey, you know what you're gonna do? Say, hey, do you see my nail pretty? Tell him like that. No, it's not about them. I'm like, where's my nail right now? No, you need to be like, be nice, you know? I am nice. No, just to say, hey, I tell you, say, hi, honey. Mm-hmm. Say, hey, you see my nail pretty? Of course, he's gonna tell you pretty, right? Mm-hmm. Yeah, and then whenever he say pretty, yeah, that's for you. That's for you. To say that for you. Does your wife do that to you? Yeah. Is this for you? No, that's for you. And then, and then you say, oh yeah, can you pay for me? you know how can he say no, right? Yeah. But like I know you, he gonna give to you, but like making nice, you know. Feel good. Make him feel good. Yeah, make him feel good. Đó, xong rồi mấy anh chị thấy không? Ok, mình test cho mấy anh chị coi nha. Cái bàn thứ nhất á, mình quét đúng không? Nó đã khô rồi đó, mấy anh chị tin không? Xong bàn thứ hai nè. Ok. Oh, one more thing nữa nha, mình sẽ cách này nữa. Khi mà mình làm xong mấy cái chai á, nhớ nha, lấy miếng giấy nè, chùi này đi. Ok, chùi nó đi. Rồi xong rồi dặn lại. Ok, vậy cũng vậy luôn nha. Làm xong chùi nó,
nhất là chai số 2 và số 4 làm xong phải chùi, không chùi là không được nha. Chùi nó là không chùi nó dính tầm lẹm ở trên cái ấy á. Ok, đây là bàn thứ nhất này ha, đây mình testing. Ok, ok, xì xì khô rồi, thấy chưa, khô lẻ chưa. It dry super super quick. Ok, turn lại đi. Nhìn đi, đẹp không, đẹp không, đẹp không. 2 phút khỏe không? Đó, xong xuôi ha, mình bỏ này lên mình chụp hình nè. Mình nhớ nha, dầu nha là không có bỏ lên trên cái móng nha, chụp hình á, nếu mình chụp hình đó nha là dầu chỉ bỏ lên trên tay thôi. Ok, không bỏ móng bút bút back này. Đó đó, vuốt sơ sơ đó cho cái tay nhìn nó mới mới, xong một cái mình chụp tấm hình đó, thấy chưa, thấy đơn giản không? Vậy mình lụng 80 đó, đơn giản. Ngày mình làm chừng 10 con vậy thôi được rồi, không cần nhiều, vừa nhẹ vừa khỏi mất công, mà móng dài vũ xếp cho nó cực đó. Mình là mình thích ombre móng ngắn nhất đó. Ok đó, mình muốn mà cho nó đẹp tí xíu nữa thì mình muốn vũa thì mình vũa sơ sơ cái đầu nó làm bộ chỉnh chỉnh vậy đó, cho khách nó thấy nó thích mình khe nó rồi xong rồi nó cho thêm từ tê. Pretty ha. Mm-hmm. Let's take the picture, okay? Mm-hmm. Okay. Thank you, mấy anh chị watching the video nha. Comment, share, live stream giúp Tony nha. Thank you, thank you. I see you guys next time, okay? Mọi người be careful nha. Giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này. Tạm biệt.